Tin trong tỉnh Đồng Nai, chiều qua tại Trung tâm Hành chính công thành phố Biên Hòa, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về hành nghề khám bệnh chữa bệnh, kinh doanh dược, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện trạm y tế 30 phường xã, các cơ sở hành nghề khám bệnh chữa bệnh, kinh doanh dược và cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Phòng Y tế thành phố Biên Hòa, trong năm 2023, Phòng Y tế thành phố thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, liên ngành, thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề khám bệnh chữa bệnh, kinh doanh dược trên địa bàn thành phố. Cụ thể đã kiểm tra gần 300 cơ sở, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 37 cơ sở với tổng số tiền xử phạt gần 1,1 tỷ đồng. Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong năm qua đã tổ chức 34 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra hơn 1.600 cơ sở, tỷ lệ đạt 90,2%. Qua quá trình kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 50 cơ sở với tổng số tiền trên 647 triệu đồng. Trong năm qua, thành phố không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra trên địa bàn. Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị cũng đã trình bày báo cáo tham luận, tập trung thảo luận những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, đề xuất kiến nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới.